Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ vừa có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân phường Thủy Biều, thành phố Huế về những nội dung liên quan đến giảm nghèo bền vững, chuyển đổi số và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Báo cáo về công tác thực hiện các nghị quyết chuyên đề, lãnh đạo phường Thủy Biều cho biết về công tác giảm nghèo, trên địa bàn phường hiện có 60 hộ nghèo và 50 hộ cận nghèo. So với năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,25%. Phường cũng đã phân phối các nguồn vốn vay để hỗ trợ, tạo điều kiện cho hộ nghèo sản xuất vươn lên thoát nghèo. Về chuyển đổi số, phường đã triển khai phần mềm dịch vụ công và hệ thống xác thực tập trung SSO. Có 98% hồ sơ giải quyết đúng hạn. Hệ thống cũng đã kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia để cung cấp thông tin mọi lúc mọi nơi. Về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hiện phường đang đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển đặc sản Thanh Trà và du lịch sinh thái, tập trung huy động nguồn lực cho xây dựng các công trình hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Hiện hệ thống kênh mương thủy lợi tưới tiêu đạt 70%, hệ thống điện đảm bảo 100% hộ gia đình có điện, 90% các tuyến đường có điện chiếu sáng, giá trị bình quân trồng hoa màu đạt 95 triệu đồng một hectare một năm, giá trị bình quân vườn cây Thanh Trà đạt 200 triệu đồng một hectare một năm. Toàn phường có trên 95% gia đình đạt chuẩn văn hóa. Phường cũng nêu lên một số khó khăn trong thực hiện nghị quyết và đề xuất một số kiến nghị như có chính sách khoanh vùng để vừa bảo tồn vừa phát triển du lịch, nâng cao thu nhập cho người dân, bố trí kinh phí mở tuyến đường nối trục đường trung tâm phường với đường Lê Ngô Cá để đáp ứng thông thương cho phường và một số kiến nghị liên quan khác. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cho rằng Thủy Biều là một phường có vị trí địa lý đặc biệt, tiếp giáp ba mặt với sông Hương, có đặc sản Thanh Trà nổi tiếng và cũng là nơi rất hợp lý để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Tuy nhiên, để phát huy được những lợi thế sẵn có đó, đòi hỏi lãnh đạo phường cần phải năng động và linh hoạt hơn trong các phương án. Trong các nghị quyết phát triển, cần thực tế bám sát với hoàn cảnh của người dân để đặt ra những mục tiêu cụ thể. Bên cạnh nguồn lực của địa phương, điều quan trọng nhất phải huy động được sức mạnh của toàn xã hội trong thực hiện các mục tiêu. Thủy Biều cần phải tận dụng được thế mạnh của mình trong việc phát triển du lịch cộng đồng, đưa đặc sản Thanh Trà lên các sàn thương mại điện tử, xây dựng một nền nông nghiệp đô thị hiện đại. Về những đề xuất kiến nghị của phường, Phó Bí thư đề nghị thành phố và các sở ngành liên quan xem xét, phân tích để có những hỗ trợ cũng như hướng dẫn phù hợp.